Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim 3 token có kiểu NFT nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả copy hoặc là các bạn join vào kênh channel của mình nha các bạn. Thì các bạn copy cái link này nè các bạn. Cái link claim này các bạn copy lại giúp mình các bạn. Rồi các bạn chỉ copy thôi. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình ra nha các bạn. Phải có 0.00 bạn trong ví bạn có 0.004 hoặc 03 BNB để làm phí ra phí nhận là được các bạn. Rồi bạn bấm nút ráp nè. Rồi bạn bắt cái địa chỉ nãy vào các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ nè. Nút gỡ dưới đây nè các bạn. Rồi trên đây dòng trên đây thì các bạn chọn mạng Smart Chain giúp mình các bạn. Cái token mình đào là token NFT và các bạn có thể đổi qua là được là có token là CZFB này bạn, nhưng mà mình lại giữ token NFT đi bạn. Rồi bạn bấm nhấn connect blockchain này các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào dục du NFT nha các bạn. Crypto nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect wallet nè các bạn. Rồi bạn bấm vào connect nha các bạn. Khi các bạn connect thì nó dẫn tàu lao thì bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi đây thì các bạn lấy link ghép của tất cả các bạn nè. Rồi bạn bấm bỏ đi nha các bạn. Và mình đã connect chưa ta? À được rồi các bạn. Thì mình sẽ Phan các bạn lướt xuống đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm su NFT Crypto nha các bạn. Buy file. Các bạn chờ mình chút nha bạn. Các bạn bấm vào buy and fund boy. Buy và fund boy các bạn sẽ mắc một lượng phí gai ta. BNB các bạn, 0.02 BNB. Tối đa là 2 phí mạng 0.002 phí mạng 0.005. rồi các bạn ở chấp thuận luôn các bạn, chơi mà sợ gì các bạn. Rồi bạn bấm chấp thuận các bạn. Lỗi không đủ số dư. Rồi nè các bạn, mình đã về được 120 token có hiệu là CZXB nè các bạn. Thì mình bắt up cái địa chỉ với chút wallet mình ra, phan để mình vào mình claim cái hai cái token ra nãy nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Buy Apple. Vào wallet nè. Rồi. Các bạn bấm vào không? Được không ta? Được không? Xác nhận giao dịch cái lần nữa ta. Phí mạng là 0.00362 BNB nữa các bạn. Tổng số dollar là 0.1 đô nữa. Các bạn có thì các bạn bấm vào ấy cái nữa thì tôi cần hai tôi cần NFT sẽ về nha các bạn. Hiện tại nó đang pending này để mình lên sàn BNB nữa mình mua các bạn. Khoan để mình bắt up cái chút wallet của mình ra nha các bạn. Thì mình đã nhận được hai tôi cần các bạn, 120 tôi cần ấy nữa các bạn. Đâu rồi ta? Đây qua trang BC cần chết rồi bạn. Mình đã dày được một tốc cần bet 721 rồi các bạn. Các bạn copy con sắt này các bạn. Đây mình qua mình bắt up lên cái. Đây mình nạp với BNB mình connect cái tốc cần nạp B thì sau nha các bạn.
Đang bấm vào mũi tên nè các bạn, đang tìm kiếm này. Bắt con chắc nó vào thôi. Không có con chắc à, nó tự động về luôn đó các bạn. Mình không ép con chắc luôn, CF và máy tốc cần đây. Đó, mình đã nhận được 120 tốc cần CZXB các bạn. Rồi các bạn trả thêm một lượng phí BNB nữa thì các bạn claim tiếp cái con tốc cần FT các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.